Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Chocho của Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các chiến binh Amazon, nữ chiến binh Amazon để đi chinh phục nước Pháp. Ở tập trước thì mình cũng đã một cuộc chiến thần tốc khi mình giải quyết được toàn bộ cái khu vực Địa Trung Hải rồi và kiểm soát được cái vùng phía Nam nước Pháp. Và bây giờ chúng ta đang tiến dần lên phía Bắc. Cuộc chiến vẫn còn dài và chúng ta vào từng bước một giải quyết chiến trường. Ok, có lẽ mình không có việc gì để làm nữa thì mình sẽ thống nhất quân đội này đã. Rồi, qua lượt đi. Lượt này chắc không có việc gì làm. À, xem có công trình gì xây được không nhỉ? What the hell? Ủa, lên được công trình này này. Cái này nó tăng, lúc nãy mình mới mua được tăng được 10%. Nếu như chúng ta tăng được lên đây nữa là tăng 15% sát thương và phòng thủ cận chiến cho các lính được tuyển. Ồ, thế có nghĩa là chúng ta còn có thể tuyển được lính mạnh hơn nữa cả. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ qua lượt đã. Mình có hai quân đoàn đóng đây. Ai à? Né phát rồi. À, nó chơi hai quân đoàn đánh mình như này là hơi căng. Đây thì chắc là quân tàn quân thôi. Đánh thôi. Các đội nữ chiến binh của Amazon. Đội quân này chưa hồi hoàn toàn. Không sao. Amazons! Battle group ready! Rồi. Lại một cái trận phòng thủ ở cái làng này. Từ này thì chúng ta sẽ đánh nhau trong sương mù kìa. Thời tiết càng ngày càng... Đúng là sương mù thật. Battle group ready. Warriors eager for blood. Bọn này có đâu, có hay không? Tiếp tục hầm trông bẫy đá quận dơ. Như thế này chứ. Đặt so le nhau như này. Nó đi vào nó sẽ vướng. Cái này là chuyên trị để chống kỵ binh. Rồi. Đi qua được cái hàng rào phòng thủ này thì chắc cũng gần hẹo. Sương mù à? Mưa là sương mù nhỉ? Cả hai ở trời mưa ấy. Mưa. Enemy reinforcements approaching. Ôi chết rồi. Nó vào từ cánh này bên này à? Ai da, trận này căng rồi. Amazonian warriors ready. Chỗ này của mình hổng này. Move out!
nhanh nhanh, chứ nó đang đến rồi. Này, quả này nó tấn công mình từ hai phía à? Hơi căng đấy nhỉ. Sĩ binh của nó không qua nổi hàng rào của mình đâu. Còn mấy lớp hàng rào nữa. Chơi, đám còn lại thì không thành vấn đề. Amazonian Warriors! Bật pha lang lên. Úi dồi ôi, mấy thằng này hút ngay vào giáo này. Your orders! Johnson Usman. Thôi pháo quay ngược rồi, quay đầu lại và tấn công ra phía sau cho anh nhanh. Giờ vẫn giữ được cổng. Mày thích bắn tên à? Mày thích ném nào à? Ôi, nó ném nào quân mình chơi cũng nhiều nhỉ? Cái thằng Steamman này. Láo này. We have discovered the enemy's hidden units. Chuyển quân sang hướng bên này không phụ được. Bắn cái này. Bắn cho anh. Thì bên này giải quyết hết bọn bên này chưa? Amazonian Warriors. We hunger for blood. Nó tập trung vào cổng này à? Kỵ binh đâu rồi? Vòng ra đây. Quân địch nó đã hết quá đâu. Amazon. Còn hai thằng này. Amazonian Warriors. Pháo mình rồi. Amazonian pháo mình. Ôi, thương nặng thế rồi. Tên hả? Nhanh giải quyết bọn này không chết hết quân bây giờ. Amazonian Warriors! Get running! Tiếp viện ngay. Bắn rát quá nhỉ? Máu à? Bắn đây. Mấy thằng xe bắn đá này hình như nó bắn tào lao lắm nhá. Nó trúng đúng không? Bắn đây cho anh.
Rồi. Và cái sư đoàn đã bị mình. Warriors ready. Take their heads. We'll kill them all. Amazonian monsters. What's wrong rồi kìa. We'll kill them all. Ai ai, chúng nó mạnh phết đấy. One of our units has used all its ammunition. Amazonian warriors, fearless warriors. Mấy thằng speed thì khỏe hơn. One of our units has used all its ammunition. Kill, kill, kill. Rồi chúng ta bọn này tra con ớt cũng tạm tạm này 64 khá cao ra đây dụ chúng nó vào we are losing our advantage. Ôi Amazonian warriors rút lui khỏi chiến trường. Ôi rắn thế nhỉ, cổng bên đấy chúng nó mạnh thế. Our hidden units have been discovered. Rồi đây. Get running! Lực lượng này thì bị thương cái đầu rồi. Ôi. Chẳng nhẽ về sau mình chơi nguyên bọn đời cuối này à? Warriors eager for blood. As you say. Được ra phát. Chosen, please. Spearman. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Amazonian monsters! Amazonian monsters! One of our units has used all its ammunition. Sốc nó như thế mà nó không mất tinh thần tí nào ấy. One of our units has used all its ammunition. Spear warrior để đâu? Vào tấn công xe bắn đá mình đấy. Amazonian warrior! Our general is under attack. Rồi, chúng nó nhấp nháy rồi. Trước khi chúng nó nhấp nháy. Ôi ôi. Ơ nó phòng được quái nào vào mà nó móc lốp mình được nhỉ? Bị đánh từ tất cả các phía à? À may quá mất có một thằng lính La Mã này thì chúng ta có ngay cái đội quân dự bị ngay gần đấy rồi. Quát đời hợi. Lại nữa. Này nó đánh một phía thôi thì chắc không sợ.
quân của mình bị thương tàn ác quá. Nhưng mà cái bọn lính speed để quấy này trâu thật, nó lì hơn nhiều bọn kiếm kia. Ôi ôi, toàn đánh thời tiết xấu. We hunger for blood and battle. Organize yourselves. Battle group ready. Amazonian warriors. Grouped and ready. Orders. Amazons. What? Sao đánh à? Nghe cả thấy tiếng sét đánh nhỉ? Vãi nhỉ? Thật thế? Ấy! Sấm sét nổi huỳnh hoàng đấy các bạn ạ. Nhưng còn thấy cả sét đánh giật huỳnh hoàng. Ôi ôi, đây là dông bão chứ không phải chỉ là mưa rain nhé. Thỉnh thoảng thấy sét nó đánh giật nhăng 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 nhăng. Ấy ấy, sấm chớp chói lòa lên kìa. Thật thế nhỉ? Hay đang đánh nhau sét đánh nhăng nhịt vào mặt nhỉ? Ôi. Rồi. Trời mưa rất to các bạn ạ. Đây. Và thỉnh thoảng có cả đưa mình nhìn lên trời xem nào. Thỉnh thoảng có pha sét đánh mà. Mưa to quá, sét đánh. Ý, ý. Ui ôi, mưa to thế. Trời mây đen ôm mình, mây đen mù mịt. Ý, sét đánh. Mình nghe thấy cả tiếng sét đánh. Các bạn có nghe thấy không? Sao chưa bao giờ mình đánh trận nào có thời tiết thế này. Bình thường mình chọn thời tiết tốt mà, nên là có mấy giờ đấy. Ý, sét đánh. Con ngựa của nó. Úi giời, sét đánh. Chạy làm sao vào nổi. We have discovered the enemy's hidden units. Alista, take him. No. Loose. Trời ơi, vào được không? À, cựu binh nó xuyên thủng cả hai con ngựa mình nữa cả. Amazonian warriors! Alista! One of our units has used all its ammunition. Bọn lính cận chiến sắp lép ném hết cựu binh rồi. Ui, sét ơi là tấm sét. Chả biết được nhưng mà mình thấy sét, tấm sét này đánh nhiều lúc thế hết cả người ạ. Ui, mưa to thế. Tưởng sống xét ở ngoài thật cháy ố máy tính coi. Đấy. Đây đứng đây bắn được.
Đúng rồi, hết ra đây rồi, anh em ra đây. Khỏe thế. Bắn. One of our units has used all its ammunition. Tiếp bọn này. Ôi, bọn này không. Bọn này không chịu nhiệt rồi. Rút lại. Amazonian warriors. Toa lăng rồi. Chắc phải bật đội hình lên mới vào được. Bật pha lăng lên. Không chịu ở đâu. Amazonian warriors. Amazons. Mày chạy hay thế nhỉ. Càng từng trận đánh một. Amazonian archers. Mọi người thằng xe bắn đá này đứng lại đây. Reset rồi đang xem. Đừng sấm sét nên giật mình lắm. Mưa to tối nay. Nghe thấy cả tiếng mưa rơi, sợ thật đấy. Nghe đây, bắn tạt sườn đi. Lên đấy mới bắn được tạt sườn. Bổ sung ra đây. Bọn pha lăng này nó khỏe thật. Ui, nhảy lên phát vào mũi giáo luôn. Tiếng này chủ yếu để đỡ test siêu thôi. Ồ, pha lăng. Ui, pha lăng này đỡ vào rất tốt này. Ngồi lên chéo này nó mới bắn tên vào đây được. Đây nó múc cuồng nộ lên. Cho tướng ra đây để múc rồi. Chấm xét mưa. Ui hạt mưa to thế. Quân nó chưa cho vào. Ready for orders. Halt, man. Mình bắn. Chúng nó chạy rồi. Bị tên bắn chéo. Điểm trợ cho đội hình pha lăng thế này. Mày ra đằng sau. Hết rồi đúng không? Còn một đạo nó chưa lên hẳn. Trời mưa, gió, sấm sét. Cảnh sao nó thật thế. Ui, chết. Một thằng ra đằng sau. Xem tí đã. One of our units has used all its ammunition. Oh.
cái đội hình pha lăng này nó mạnh thật. Thế mà chỉ chết có 200 thằng rồi chứ. Thế mà để tuyển một cái lính còn mạnh hơn nữa thì không biết như nào. Cái tướng của mình cao cấp. Ôi, đừng có bảo đánh trận nữa thì em thua đấy. Chả, đã về đây bay thay này của mình rồi. Sáu cả giáp 131, nó còn chưa lên giáp đâu ấy. Em này là nữ hoàng nên nó mạnh lắm. Né ngay. Đây còn quân. Mày quân đoàn lên cấp kinh không, tướng lên cấp tăng tiếp 8% vào giáp. Mồi 137 giáp thế như rắn. À, mình vẫn chưa có hết giáp rồi mà. Mày dám đánh anh đúng không? Mình giáp với lãnh thổ nó như này mà. À, hóa ra thủ phủ nó ngay đây. Ơ, hy sinh mất một khẩu pháo. Nhưng mà hình như vùng này sản xuất được pháo, thì mình mua luôn. Vùng bên này này. Đây. Vào thành thôi. Thành nó không còn quân nữa rồi. Nó phản công hơi dã man đấy. Một đợt ở đây còn một mỏ sắt nữa này. Thế thì có nên gây chiến với bọn này không nhỉ? Mình phải gây chiến nhiều, chiến tranh nó phải nhiều nó mới sướng.
Dùng cách này. My time is better spent feasting and hunting than listening. So be quick with your chattering. Thế. For the good of my như people, I say yes. But I would have had more. Bọn Đức à? Coi đó, đây là thủ đô đó luôn à? Thế thằng này nó mất cái thành cuối cùng rồi. Quân nó còn ở đâu nữa nhỉ? Toàn vạp ạ. Xong. Nó còn một cái quân đội ở đâu đó chạy chưa lên đây. Cứ bình tâm đi. Rồi qua lượt mấy thằng sứ gồ này. Thích láo với nhà báo à. Bọn này ký hiệp ước hòa bình rồi. Gods of the afterlife. Hòa bình. Empress, chúng ta đánh trận. Mày. Ừ, nó chọn ra ngoài. Ôi, chúng nó toàn chosen rồi đấy. Chứng tỏ là mấy thằng Testudo yếu lắm. Chơi bọn lý đời cuối thì mạnh hơn đấy. Mấy đội speed này. Dam nó không bằng mấy thằng Testudo nhưng mà... Ủa, hôm nay đánh được trận trời thiết. Mưa gió, sướng thật. Set nổ uinh hoàng. Amazonia warriors. We hunger for blood and battle. Group and ready. Chơi cái chiến dịch này toàn nghe thấy tiếng các chị em hét. Mounted missile warriors. Battle group awaiting your word. We hunger for blood and battle. Rồi, mặc áo. Nhưng mà cái mốt này nó có một cái không đúng. Đó là thời này, thời các chiến binh Amazon, các cô gái không biết mặc quần như này đâu. Mà đúng hơn là phải mặc như thế này. Mặc như này mới đúng. Thời đấy họ chưa có người Hy Lạp và người La Mã người ta mặc quần. Quần mà đẹp lại còn có vết kiểu này nữa thì đâu nhỉ? Đây này, khâu kiểu này nó còn đi ủng này nữa thì khâu kim chỉ kiểu này á. Đây là kiểu quần gì đấy. Thì đúng ra nó chỉ mặc như thế này thôi. Đấy, đúng rồi, như này này. Chứ mặc quần thì hơi hiếm ấy. We have discovered the enemy's hidden units. Amazonian archers! Amazons! Blue
Awaiting orders. Fire! Battle! Ready and eager! Fire! Amazonian archers! Now! Aiza. Nome para ele. Amazonian warriors! Our general is under attack. Battle ready and eager. Riders, advance! Battle ready! We'll kill them all! Chosen steel. One of our units has used all its ammunition. Ok, đứng lại đây đã. Amazonian warriors! Battle ready and eager! We hunger for blood and battle! Amazons! Warriors on me! Run, curse you! Warriors, eager for blood! Cut the kill! 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 Missile on the kill! 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 One of our units has used all its ammunition. Các chị thét kinh lắm. We hunger for blood and battle. Rồi, kill, 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 kill. We'll kill them all. Charge! Tăng tốc lên, đi này đuổi tốc được ra rồi. Understood. Orders. Kill. 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 Ready for battle. We hunger for blood and battle. Orders. Eager for blood. Bọn này đi thế nhỉ? One of our units has used all its ammunition. We'll kill them all. Ready. Đã phát xuất phát. We hunger for blood and battle. Battle, ready and eager. Ready for battle. Rồi, rút ra. Đến bên này. Tưởng chúng mày thế nào? Chả nhẽ bây giờ mình thay hết bằng đội Spear à? Nói thế bọn kia test studio khi công thành nó có cái gì chúng tên. Tốt nhất là chúng tên thì bây giờ mình có thể dùng cái bọn cung để bắn được mày kìa. Cái gì đấy? À, tăng móng ngựa à? À, công trình này nó sẽ giúp tăng cái móng ngựa lên. Tốt. Nó đang ở chế độ hành quân. Phơ! Kỵ binh của mình sẽ chạy nhanh hơn thôi mà. Thằng này có phải vua không? Không phải. Thank you.
Mây mù ác quá. Không phải vua, vua nó là thằng khác. Đội quân toàn nữ chiến binh, sướng thật. Đánh nghe rất sướng. Chứ nào? Không chạy về được nữa. Nhưng nói chắc cũng không còn nhiều quân nữa đâu. Chúng ta còn bao nhiêu vùng nữa? Vùng này còn đây nữa. Tưởng mấy thằng sư vô thế nào. Dọa anh ấy. Thế rồi, bọn anh và bọn Pháp nó không chiến tranh với nhau nữa rồi. Nó quyết định nó chơi mình rồi. Sao mình lại có một cái đạo quân ở tít dưới này nhỉ? Mới bổ sung à? 18 này. Chỗ nào mua được xe bắn đá nhỉ? Đây à? Bước sang đây phát là mua được xe bắn đá này. Sao lại mua mất đến tận 2 lượt? Giảm upkeep này. Ồ. Tăng đam cho xe bắn đá. Hay quá chứ, cộng 15 armor cho tất cả unit. À. Về chiếm lại thành thôi, mất thành rồi. Bây giờ mình đang có một cái vùng lõm này. Chắc là mình sẽ phải để tấn công ở đây, tiêu diệt lốt nó. Thầy buổi này không tin được bố con thằng nào rồi. Vây cái thành của mình. Đấy, liên tục chúng nó bỏ chiến tranh với nhau. Kẻ thù ở cổng kìa. À, nó lên hẳn giáp vàng rồi mình mới nâng cấp. Lên bạc này nâng cấp, tí này phải nâng cấp tiếp rồi. Cứ công trình văn hóa này mà chơi. Để cải đạo hết bọn này đấy. Thank you.
chúng ta đứng ở trong thành, không sợ bị nó tấn công đâu. Không đủ tầm di chuyển tới à? Thằng nào di chuyển tới được? Anh này di chuyển tới này. Nó không có quân thắng. Chắc cũng không mất nhiều quân. Kể cả nó công mình cũng không sợ. Có thủy ngân rồi. Cái này nó sẽ tăng tốc độ nghiên cứu 16%. Rồi chúng ta đã mở rộng lãnh thổ này. Không đủ. Chúng ta còn có một quân đoàn nữa ở đây. Kinh tế mình. Ai mày ngon thì ăn đi. Đấy. Chắc là sẽ có 2-3 quân đoàn nó quẩy xuống. Rồi. Nhưng mọi khi một đơn vị lính này hơi thương vong tí. Không sao. Bọn này gớm thật. Nó quẩy mình SSML này. Đánh cái chiến dịch này đánh từ đầu đến cuối không có chút gì gọi là để làm ngoại giao mới thở. Lại cái làng kiểu này à, chưa cải tạo được. Ui lại xét đánh vật cơ mình. Quái nào mà nó cứ suốt ngày sấm sét thế nhỉ? Mà cái bọn ôi ơi, bọn dợ này nó cứ chọn cái thời tiết quái quăm thế nhỉ? Organize yourselves. Battle group ready. Amazonian warriors. Giật tất cả mình. Cái hiệu ứng này không thích lắm đâu. Nguy hiểm lắm. Ê. We hunger for blood and battle. Grouped and ready. Rất may là chúng ta nâng cấp. Ui giời ơi, đừng xét nữa, em sợ lắm. Xâm xét làm cái gì? À, thế này.
Cứ thỉnh thoảng xét nó lại giật cho phát. Tê tái tâm hồn luôn. Đặt cái này vào đây như này để kỵ binh của nó không còn khả năng sốc của nó. Nó có phá được hàng rào nhưng nó không sốc được. Đấy. Rồi, ok, là chúng mày ngon thì ăn vào đây. Bỏ mẹ nhà nó mà đánh vào từ đằng sau lưng sao? Đấy. Lại như trận trước ấy. Trong quân tiếp viện nó vào từ đâu đấy? Enemy reinforcements approaching. Hướng này à? Hướng này thì chắc là sẽ vào đây rồi. Field artillery ready. Hope men. Không cần bắn. Cho cung tên bắn đủ. Mưa to quá lại đánh nhau trời mưa. Nước Pháp ơi là nước Pháp. Không phải cái này chết ngay như là dã luôn. Phá được cái hàng rào của mình thì chết gần hết luôn. Tiếp vào chỗ này lại vướng tiếp lại chết nốt. Xong. Ui nguyên con ngựa này này. Găm cả lũi tên của người này. Đội hình pha lăng. Giời mũ đẹp thế. Rất chi tiết này. Đấy. Cái nó là đẹp. Đội bạn đang đến. Ôi bọn này nó vào từ đằng này. Ôi hỏng 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 hỏng. Warriors ready. Hỏng rồi. Kỵ binh của mình rồi. Đó đây. Xong làm sao ăn được cái pha lăng. Beastie thì căn bản nó chuyên để chống kỵ binh rồi. Nó được cộng thêm bonus launcher nhưng đánh nhau với kỵ binh. Bọn này nhắm Big Horse thế. Bắn. Đừng ngắm cảnh ấy. Ủa, một loạt tên đi mất nửa đội rồi đó. Bắn.
We have discovered the enemy's hidden units. Một loạt tên nữa là hết. Bắn. Lăng mình vẫn giữ được, giữ vững lắm. Đội hình phá lăng rắn. Không vào thì mình bắn. Thua kìa, thua kìa, ôi. Bắn. Battle ready. Warriors on me. Không có cả Warstorm đây. One of our units has used all its ammunition. Hết tên là Amazonian Warriors. Quẩy đây. Warriors eager for blood. Ồ, ngựa này cũng chiến cận chiến ác nhỉ. Ngựa mình sâu trận đến này rồi. Ngựa này nó đánh cận chiến luôn. Đội hình pha lăng rắn lắm. Ôi. Ôi đá xỉa. Ôi. Nói thật là mình rất thích xem đánh nhau. Mình đùa với các chị. Vật xuống à. Đá cho phát nữa. Ui xỉa. Ôi. Toàn những pha kết thúc hay thôi. Ôi mấy em này sông cao thế. Ui ôi.
bị lộn cổ rồi. Ui giời, đá cho phát nó nhưng hay có chiêu vật cổ đá. Ui giời. Được đấy. Ô, em này cầm cái này thì đánh kiểu gì? Bọn này nó hay có cái chiêu vật cổ xuống đá rồi xua xỉa. Tuyệt thật. Xỉa. Bọn này là quá xòm đấy. Một thanh niên này. Ui dồi. Ôi, pha lăng à. Ôi, xem tình hình đánh nhau phía bên kia nào chứ, cứ ngắm mấy em là suốt đấy. Nguy hiểm. Ui, bỏ mẹ. Cứu nó rồi, ra đây búp grow. Cái này để tăng cycle wheel này, ngọn gió thứ hai này nó sẽ giúp cho binh sĩ nó hết lệch, giảm mệt mỏi cho binh sĩ. Các chị em mà đánh đòn hay là bẻ cổ ý mà. The enemy general is dead. Trời ơi. Trời, máu phun nó kinh đấy. Ủa, một em mà 4 năm thằng nó châu châu vào nữa. Thôi, 4 năm thằng nó sâu vào này sống được sao được. Pha lăng vẫn rắn nhất. Amazonian Warriors! Amazons! Bổ sung lực lượng vào đây. Get ready! Warriors, move up! Ôi, bọn kiếm bị thương nặng thế nhỉ? The enemy general is dead. Hai thằng tướng nó hẹo rồi. Ở đây đúng là căng. Ồ. Thì rất thích cái đội pha lăng của nữ này.
Ui. Our general is under attack. Rồi, ra đây. Bọn này nó fresh luôn, khỏe luôn. Deep Cycle View luôn, nó khỏe, đánh cứ mệt. Nó khỏe thì nó đánh cũng hiệu quả hơn các bạn ạ. One of our units has used all its ammunition. À, để chú thế nào? Mấy pha lằng nghèo ánh kinh quá. Đội hình pha lằng quá ha. Mình cũng làm thế mà đánh thì có một trận sau là phải mất mấy lượt để nó chịu đòn tấn công của nó. Công thành của anh à. Tiếp là chúng ta không có nhiều quân phòng thủ. Chắc là thủ được. Có trận mình còn SML hơn thì còn thủ được cơ mà. Trận này có gì đâu. Trận này thậm chí có đến 4 đội pha lăng. Cái bọn khỉ gió này nó toàn đánh nhau vào trong cái thời tiết xấu. Sao quân mình lại chui hết ở đây? Không gian nghênh chiến thì đứng ở tận ở đây. À, bọn này nó vứt hết xe công thành ra đây này. À, bọn này nó bị ngáo à? Nó có mấy đội cung thủ đấy. Xem thì nó tấn công cổng nào. Chắc là cổng này. Battle group ready and awaiting orders. Sao thì làm cái mẹ đi. Battle group awaiting orders. Ờ. Sao sao? Chắn cổng thì kỵ binh của mình ra kiểu gì? Mình mà nâng cấp cái này lên cấp kia này có Sister nhiều mạnh hơn. Đây là đội quân thủ thành hỗn hợp cả nam cả nữ. Toàn lính nông dân. Đây rồi. Citizen Hoplites. Citizen Hoplites này. Double time. Missiles ready. Amazons. Be on guard.
Chúng nó leo lên đây làm gì đấy? Cái đường này đi được ra đâu? Úi giời. Một cái đấu trường nho nhỏ thì phải. Cháy 0%. Nó có đội cung thủ ở đâu đấy cơ mà. We'll kill them all. Cho ngựa ra ngoài ta đã. Ném vũ khí. Sentic à? Speed Brother. One of our units has used all its ammunition. Amazonian warriors! Keep watch! Ready! We have discovered the enemy's hidden units. As you command! Phải đánh như thế này chúng ta mới có được tháp canh hiểm trợ. Nếu chúng ta chui vào trong thành tháp canh không hiểm trợ được. Nếu cả lính của chúng ta yếu hơn lính nói thì chúng ta toàn lính nhân dân. Discovered the enemy's hidden units. Missiles ready! We hunger for blood and battle!
nó cung tên nó không chịu vào. Bơi lên chạy, rút lại. Nó không chịu xông vào hết. Mình còn 2 độ speed này nữa cho ra lốt. Tháp canh nó sẽ bắn yểm trợ khá tốt. Luôn ở trên đầu. Ready for battle. Nó chưa cho hết trận chiến vào thành ra khó cho mình. We have gathered blood and battle. Citizen Hope returns. Ready for orders. Thằng nào bị mất tinh thần thì lại tí. Giữ vững tinh thần binh sĩ. Nó vẫn chưa cho hết quân vào. Và quân của mình thì đã gần cao hết rồi. Kỷ thật quân mình chết gần hết rồi. Chọn nữa rồi, phải tiêu diệt ngay mấy thằng tầm xa của nó, không thì mình chết. Đến trong thành mình thua. Amazons! Fire! Our men flee the field of battle. This is a shameful display. They will bleed for. Hector!
để cho chúng ta lấy lại được tinh thần rồi. Nó không biết trụ được không. The enemy general is dead. À, tướng nó chết rồi kìa. Cut them down. They charge. Mấy con ngựa cùi quá. Mình để nó bắn chết quân mình nhiều quá. Mình để nó bắn chết quân mình nhiều quá. One of our units has used all its ammunition. Rồi, cố lên. Bởi vì là chúng ta vẫn còn được tháp canh nhiệm trợ. Cố lên đi. Mấy chị hét kinh quá. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Ôi, đừng bỏ chạy thôi chứ. Amazonian warriors, eager for blood. Good job. We hunger for blood and battle. An entire unit has perished. Warriors, ready! They will bleed for us. Tất cả rút lại. Hunger for blood and battle. Rút vào thành. Battle ready and eager. Rút vào thành. Đóng cổng thành lại. Rồi. Nó sẽ tiếp tục phải lén này. Cổng sắp sập rồi. Hy vọng đã hết. Our gates are utterly destroyed. Chẳng có sự lựa chọn, chẳng có sự lựa chọn nào khác là phải xông ra rồi. Xông ra thì tháp canh nó mới hiểm trở được. Thì nó cũng màu đỏ hết rồi, cố lên anh em. Cố lên. Giữa thắng và thua chỉ là một cái ranh giới rất nhỏ thôi. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Cố lên. A unit is running from the battlefield.
Uy. Đứng. Đừng bỏ chạy thế. Đừng bỏ chạy mà tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Tôi ơi đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. The battle is turning in our favor. Yeah. Ôi. Oh, một đội quân nông dân này. Ôi, oh, mình để bọn cung nó bắn chết nhiều lính của mình thế kia thằng nào. Lại gọi infamy, infamy. Mấy cái sự kiện này bực mình ghê nhỉ. Rồi. Cần lên thế này. Sister. Rồi. Tự nhiên là chạy đi đâu đấy? Mất thành. Phe phái bị hủy diệt. Lên rank 3. Bọn Đức. Welcome, speak. Thằng này nó còn bận đánh nhau. À. You have the ear of my. Cái bọn người anh này. My time is better spent feasting and hunting. Mình đâu có cần đánh nhau với nó đâu. Đam cộng di chuyển. Cộng miss day cộng đam. Tầm bắn 181 kìa. Bắn tới nhưng mà quân mình nó bị thương. Nên cho hai quân đoàn đi cùng nhau yên tâm hơn. Thành phố lớn ở cảng biển à. Quân phòng thủ. Mày quá, quân đoàn này không bị thương. King à? À, King à? King thì King rồi.
infantry. Nuôi cá cho nó khỏe. Đánh vào đây. Quân đoàn của Empress. Nó cũng có thể sang đánh mình mà. Chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng những tình huống xấu nhất rồi. Đây. Cái này nó chủ yếu trang chat bonus dành cho kỵ binh. 8 lượt nữa. Tăng 20% đam thì chắc là cao lắm rồi. Chạy đi đâu? Chạy lên quận à? Ô ảo chưa? Mất một cái pháo. Quân địch thì chẳng có cái gì mà mất một khẩu pháo. Lại phải về đây mua pháo à? Phòng tuyến của mình thì quá mạnh rồi. Thủ. Nước Pháp là ta là nước Pháp. Bây giờ chỉ còn mỗi vùng này nữa thôi. Cả đạo với bọn này. Đi hai quân đoàn nhau này thì mới bảo vệ được nhau. Đi một thằng một là dễ điện đập. Xây cái này cho nó ổn định trị an. Cho đi do khám phát đó. Nó có cái skill gì như cái gương này. Cộng 5% tỷ lệ thành công. Mỏ sắt này là rất quan trọng, chúng ta phải bảo vệ. Ok. Còn dám đánh nhau với anh nữa không? Mình đuổi thằng này đến đây được, nhưng mà
đuổi nó, đánh giết được nó thì sợ bọn nó sẽ kéo quân xuống nó đập mình. Bọn này khôn lắm. Thằng này mặt đỏ này nó chắc nó sắp đánh nhau mình ấy. Your lot. Now come the ravens. Beaks a cape for your gun. Mấy thằng đứa kẻ này chỉ đánh nhau à? Chấp chúng mày luôn. Cái này nó tăng đấy. Cho bonus dành cho kỵ binh. Kệ nó, mấy thằng này đánh làm sao được. Sợ gì. Đấy, nó đã lên đến 79 rồi. Tăng thêm 10%, 15% đây nữa này. Xe bắn đá thì không cần đam. Thực tế là chẳng để làm gì cả. Giáp tăng mạnh vào giáp, giáp này một cái tăng giáp, một cái mình vừa cộng giáp, một cái tăng là tấn công và phòng thủ chiến. Hai cử quân đứng sẵn ở nhà mình này. Bọn này gớm thật. Đánh cho quân vác quân đứng sẵn nhà mình này á. Chúng ta đã tiến sát bờ biển rồi.
Chết rồi. Chúng nó đông quân vãi luôn. Đây đây. Đây có một vỏ sắt nữa này. Không sao, quân chúng ta vẫn còn nhiều. Mới lên bạc chưa lên vàng. Ơ, nhiệm vụ của mình là chiếm nốt cái vùng nào? Vùng bên này. Vào đây. Vào đây. Thằng Đức thì nó cũng tuyên chiến với mình rồi. Kệ nó thôi, tuyên thì tuyên, sợ gì. 6 lượt nữa mới có thể chuyển được cái đội cộng 20% đam à. Rồi. Rồi chúng ta xếp ở đây đã. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu bạn thấy video của mình thú vị, bạn hãy like và chia sẻ với bạn bè cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn nên đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.